Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác và em đang đến hành trình khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác đã truy cập vào kênh YouTube của Quang Minh Audio và clip này để Quang Minh để giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác và em một cái sản phẩm chính hãng của Gillette đến từ Singapore, một cái bộ tiền khuếch đại âm thanh đấy, tích hợp Bluetooth anh em nhé, một cái sản phẩm mà đã tích hợp Bluetooth bằng chính hãng Gillette đến từ Singapore, được bảo hành chính hãng 12 tháng này. Đấy, và cái bộ tiền khuếch đại âm thanh hay gọi là Tupi Preden ấy, thiết kế cực kỳ đẹp, vỏ ngoài nhôm phay nguyên khối này, cuối cùng sang và đẹp, cực kỳ đẹp này nhá. Phía dưới sẽ có bốn cái đệm mút cao su tránh trơn trượt và model là Tupi Preden 507D made in Singapore, sản xuất tại Singapore anh em. Sản phẩm khác thì sản xuất tại Trung Quốc nhưng con này sản xuất tại Singapore, đấy, rất là cực kỳ sang và đẹp này. Một cái sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Đó. Mặt trước được trang bị nút nguồn là tắt bật, nút gạt này, đấy, trường nút gạt này, và sẽ có một cái đèn báo nguồn ở bên cạnh. Và bên này là ba cái nút chức năng, một cái nút lớn nhất là nút volume tăng giảm âm lượng, và hai cái nút kế bên là một nút chỉnh bass và chỉnh treble. Đấy, chỉnh bass và chỉnh treble này, là hai cái nút kế bên này. Và tất cả các nút này được thiết kế rất là sang và cầm rất cực kỳ chắc và đẹp này. Đấy, từ cái nút rất cực kỳ tinh tế. Phía sau sẽ bao gồm một cổng nguồn. Con này sử dụng nguồn là 12V và hai đường RCA, đường AV, một đường input, một đường output, một đường AV và một đường Bluetooth. Thì dây Bluetooth đã được gài trực tiếp vào thiết bị. Tất cả các cổng kết nối này, đường input và đường output này, đường RCA AV này, đều tất cả các chân tiếp xúc này để được mạ vàng. Tổng quan là con Preden GT507D cực kỳ là đẹp này. Và con này được sử dụng là cái công nghệ tiền khuếch đại độc đáo, cung cấp tín hiệu âm thanh thuần khiết và tạo ra chất âm rõ ràng, cực kỳ hay và rõ ràng. Đấy, thiết kế cực kỳ đẹp nhé. Và một bộ sản phẩm Preden GT507D mà chính hãng của Gillette sẽ được đặt ở trong những cái hộp này. Đấy, một cái hộp nguyên này sử dụng sẽ có cả xốp phía mặt trên và mặt dưới bảo vệ. Phụ kiện đi kèm sẽ bao gồm một dâu Bluetooth này. Đấy, và hai bóng sẽ để được đặt ở trong hai cái khu vực riêng biệt ở trên này, nó sẽ có xốp bảo vệ không bao giờ sợ bị vỡ. Đấy, hai bóng này kèm này. Đấy, một adapter nguồn, dây nguồn liền của nguồn, adapter nguồn, dây nguồn liền của nguồn rất là dài và chắc chắn này. Đấy, con này thì anh em sẽ sử dụng được những nguồn điện input, nguồn điện từ 100 đến 240V, và đường output ra thì đường sẽ là đường 12V 2A, và khuyến cáo anh em thì anh em nên sử dụng cái đúng theo cái cùng nguồn đi kèm để đảm bảo cho anh em thiết bị được hoạt động một cách tốt nhất. Đấy, đó là cái của nguồn, và cùng với đó là cái sản phẩm mà chúng ta là một con Preden, Tupi Preden GT507D chính hãng của Gillette này, cực kỳ đẹp và sang này anh em nhá. Đấy, rất là đẹp và sang. Ở phía trên này sẽ có hai cái ngõ để cắm bóng, và bóng con này sử dụng là bóng 7 chân và sẽ có 7 chân, và cái bóng này nó sẽ có một cái phần khuyết đi kèm này anh em nhìn này. Đây, cái phần khuyết này, bóng 7 chân, phần khuyết này anh em cắm đúng phần khuyết này vào theo đúng cái lỗ phía khuyết ở phía trong này thì sẽ được nhé. Còn rất là dễ cắm thôi. Đấy, 7 chân đi kèm, hai bóng cắm vào đây. Đấy, sử dụng rất là dễ thôi. Các nút chức năng phía dưới, Tupi Preden GT507D made in Singapore, sản xuất tại Singapore này, trong sản phẩm chính hãng chất lượng cao của Gillette, được bảo hành chính hãng 12 tháng anh em nhé. Đó là một bộ sản phẩm và những cái phụ kiện đi kèm. Kết nối của này cực kỳ đơn giản anh em này, dây nguồn cùng nguồn này, một đường input đường vào, đường output đường ra, và RCA sẽ sử dụng hai cặp dây tín hiệu dây AV nhé, và anh em cùng cảm nhận chất âm. Chép
Quý vị và các bạn, các bác vừa được cảm nhận chất âm con Tubi Preadent JT507D, một cái bộ tiền khuếch đại âm thanh chính hãng của Gillette đến từ Singapore, được bảo hành chính hãng 12 tháng, và một bộ Preadent JT507D này chỉ có 1.350.000 một bộ. Anh em có thể kết hợp với những con DC rẻ mã chính hãng của Gillette với rất nhiều mã, anh em có thể lựa chọn nhé. Khi mà sử dụng cái bộ Preadent JT507D này, chất âm nó được cải thiện hơn rất là nhiều anh em nhé. Anh em có thể chỉnh bass, chỉnh chép, âm sắc thay đổi hơn cực kỳ nhiều. Và mọi thông tin anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại ở phía trên này, 0944737321, cửa hàng ở 609 Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn, các bác nghe cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác nghe đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác nghe trong những video clip kế tiếp.